Wow. Nước đẹp chưa? Chưa. Không biết thảo chuẩn chưa? Nice. Mua về gói là 250. Hà không ăn 3 ngày còn hơn không uống trà một ngày. Không thể thiếu trà một ngày. Điều này đã từ lâu người dân Tây Tạng đánh giá và yêu thích hồng tuyết trà. Hồng tuyết trà còn được gọi là trà lộc tâm tuyết, trà kim tơ phân bố ở vùng tuyết cao hơn 4.000 mét, sống thực vật bám vào cành thông khô ở những ngọn núi cao, trên cây thông khô ở núi lạnh. Hồng tuyết trà phân bố ở các khu vực của Trung Quốc bao gồm Sơn Tây, Cam Túc và Thanh Hải, Tây Tạng, Vân Nam và 6 tỉnh của Tứ Xuyên. Trung tâm phân bố chủ yếu ở phía đông nam Tây Tạng, Tây và khu vực Tây Bắc Tứ Xuyên. Hồng tuyết trà sống ở vùng có nhiều tuyết, trong một năm chỉ có 2 đến 3 tháng là thời kỳ tốt nhất cho sự phát triển và sinh sản của chúng, và chúng phát triển rất chậm. Mỗi khi băng tuyết phủ lên, hồng tuyết trà ở trong trạng thái ngủ đông. Ngay khi nhiệt độ tăng lên, chúng sẽ tiếp tục phát triển. Sau khi tuyết tan, thường từ tháng 5 đến tháng 10 có thể đi lên núi thu hoạch toàn bộ chúng. Việc sử dụng hồng tuyết trà cần qua một số quy trình chế biến. Bước đầu tiên trong quy trình chế biến hồng tuyết trà là làm héo và phai màu. Sau khi lên men, hãy để khô, pha bằng nước sôi, màu sắc đỏ sáng, giống như màu rượu vang đỏ. Hồng tuyết trà là một loại đồ uống quý giá với nhiều công dụng và lợi ích cho sức khỏe, như điều chỉnh mỡ máu, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt giải độc. Tuy nhiên, những tác dụng này có thể khác nhau tùy từng người và có thể không phù hợp cho tất cả mọi người. Dưới đây là một số công dụng chính của hồng tuyết trà. Điều chỉnh mỡ máu. Hồng tuyết trà có khả năng hỗ trợ giảm mức cholesterol và triglycerides trong máu, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người bị mỡ máu cao, chống oxy hóa. Trà chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giảm tốc độ lão hóa tế bào, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, duy trì độ đàn hồi và sáng bóng của da, giảm hình thành nếp nhăn và đốm nâu. Hỗ trợ tiêu hóa. Hồng tuyết trà có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa, giúp tăng cường nhu động ruột, tăng tiết dịch tiêu hóa, cải thiện các vấn đề như khó tiêu, đầy bụng, và hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, duy trì sức khỏe của đường ruột, bảo vệ gan. Trà hồng tuyết giúp giảm bớt gánh nặng cho gan, hỗ trợ tái tạo và phục hồi tế bào gan, phòng ngừa các bệnh về gan. Đặc biệt, nó có lợi cho những người thường xuyên uống rượu hoặc sử dụng thuốc gây hại cho gan. Thanh nhiệt giải độc. Hồng tuyết trà còn giúp thanh lọc cơ thể, làm dịu các triệu chứng như khô miệng, viêm họng, sưng nướu do nóng trong người, đặc biệt hữu ích trong những ngày hè nóng bức hoặc khi sống trong môi trường khô nóng. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trà có khả năng hỗ trợ điều chỉnh hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và lo âu, tạo cảm giác thư thái, dễ dàng đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Để cái này có lọc. Đấy. Tiếp tục một nước nữa này, xem nước còn đỏ nhá. Đấy. Thử đặc sản của Tây Tạng, hồng kết thảo 100% luôn, mua về vẫn còn dính bụi cây, xong rửa qua một nước lã sạch sẽ chưa, đổ nước thứ hai nhá, để một lúc nhá, vẫn đỏ nhá, chưa chuẩn chưa, quá chuẩn luôn đấy, quá chuẩn luôn đấy. Thì bắt đầu chia ra cốc uống này, đổ ra cái cốc ở trong này đi. Ý, nước đẹp chưa, chưa. Hồng huyết thảo chuẩn chưa? Mua về gói này 250.